Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa vốn coi đạo hiếu là lửa thiêng ung đúc tinh thần gia tộc, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời nhắc nhở ấy đã thành kinh nhật tụng khắc ghi trong lòng mỗi người. Mà xét cho cùng, ai không cư xử tốt với cha mẹ là người sinh ra mình, thì trông mong gì kẻ đó sẽ đối xử tốt với tha nhân. Xử bạc với mẹ cha mà tốt với người ngoài thì chắc chỉ là để cầu lợi mà thôi. Cổ nhân ta quan niệm như thế, cho nên những bậc hiếu tử không một ngày sao nhãng việc phụng dưỡng cha mẹ. Có cha mẹ mới có ta, làm nên là bởi mẹ cha vun trồng. Thờ cha mẹ phải hết lòng, ấy là chữ hiếu dạy trong luân thường. Chẳng có cha mẹ nào sống mãi với con, cho nên ngày nào còn mẹ cha bên cạnh, ta hãy tự nhủ đừng quên bổn phận làm con. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Đó là lời thống trách những kẻ bạc nghĩa mà lâu lâu ta vẫn gặp trong cuộc đời. Nó khác hẳn những bậc hiếu tử lúc nào cũng tâm niệm mỗi đêm mỗi thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cha ơi, lòng con xin ghi nhớ mãi ơn sinh thành, con ngàn đời sẽ mãi không quên. Khi con sinh ra, cha nâng niu âu yếm từng ngày, những tiếng ru hời cha luôn khe khẽ bên tai. Cha ơi, lòng con đau như sát muối, cha đi rồi như bầu trời tắt nắng trong con. Cha ơi, cha ơi, con chơi vơi đứng giữa dòng đời, nay mất cha rồi còn như mất cả thiên thu. Con xin nợ cha tấm thân này cha đã tạo ra, con xin nợ cha những yêu thương con luôn có trong đời. Con cảm ơn người bao năm tháng ngược xuôi đã hy sinh cả cuộc đời cho con có ngày nay. Con xin nguyện ghi Thái Sơn người xa khuất trời cao, con xin nguyện ghi nghĩa ơn kia con đây chưa đáp đền. Không biết mai này đời con có kiếp sau, con xin mãi được làm con của cha. Thank you.
hỡi, lòng con đau như sát muối. Cha đi rồi như bầu trời tắt nắng trong con. Cha ơi, cha ơi, con chơi vơi đứng giữa dòng đời. Nay mất cha rồi, con như mất cả thiên thu. Con xin nợ cha tấm thân này cha đã tạo ra. Con xin nợ cha những yêu thương con luôn có trong đời. Con cảm ơn người bao năm tháng ngược xuôi đã hy sinh cả cuộc đời cho con có ngày nay. Con xin nguyện ghi Thái Sơn người xa khuất trời cao. Con xin nguyện ghi nghĩa ơn kia con đây chưa đáp đền. Không biết mai này đời con có kiếp sau, con xin mãi được làm con của cha. Không biết mai này đời con có kiếp sau, con xin mãi được, mãi được làm con của cha. Buổi lễ tỷ quang nhập liệu sáng hôm nay, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
thiền như đại đức tâm. Đà tà hứa con tâm về mãi ai đường, để cha thị hồ niệm thương linh ba chúng con được thông trong thiền từ nước nhà thoát dòng sông mê tây phương cực lạc hướng đến về. Và buổi lễ là sự hoàn tất có hiểu biểu chúng con xin thiền ân công đức và xin phúc hình thường tòa giáo chủ cùng thiền thiền với đại đức tâm trở về nhà hội sức tại chức nợ cho buổi lễ sự hoàn biết mang xin chân thành cảm ơn. Và sau phần buổi lễ xin mời tất cả quý vị cùng lưu lại để dùng lý nữa hiểu tình cùng gia đình ác quyến. Nam mô
Thank you.
16. Vào văn sơn tận nhân pháp danh
Mẹ dạy cho con từ thuở nằm nôi, hai tiếng yêu thương xây đắp cuộc đời. Cha dạy cho con từ khi mới lớn, tình nghĩa vuông tròn một dạ sắt son, mang trọn
niềm tin đi vào cuộc sống, dâng hiến đời cho ước vọng tương lai. Cha dẫn con đi trên đường hy vọng, mẹ dắt dìu con với một tâm lòng. Cha ơi thương cha mấy độ bể dâu, nắng mưa cha yêu dãi dầu, bao đêm thao thức canh thâu. Cha ơi ơn cha cao sâu vời vợi, nghĩa mẹ đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát chung cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bản thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cụm sữa non, thao thức cầu mong con lớn. Đẹp như sao trời, tình thương ngát ngát trùng khơi. Cha yêu một đời hy sinh vất vả, quên bản thân mình xây dựng cho con. Mẹ ban cho con từng cụm sữa, cầu mong con lớn nên người. Thao thức cầu mong con lớn.
Thank you.
Quảng Biên huyện Quảng An xã Đông Thái thôn hiện trú thân phố Huế Thuận Lộc Vương 199 số nhất Lệ Lộ Ái Tương Phụng Phật Cố Ương Phụng Kinh Thiên Cầu Quý Sơn Phát Nguyện Phóng Sát Thông Hàng Tiếng Thi Âm Linh Vô Hồn Nguyện Câu Đạo Đồ Hắn Thông Âm Siêu Dương Thái Sư Kim Đại Chủ Bỏ Văn Tha Bỏ Văn Tỷ Bỏ Văn Tuệ Bỏ Văn Trọng Bỏ Văn Hậu Hoàng Thì Cầm Chí Đăng Thì Mai Trương Thì Kim Sương Đăng Thì Hăng Bỏ Thì Thủy Bỏ Thì Thú Bỏ Thì Đông Bỏ Thì Xuân Bỏ Thì Hoa Lê Thì Lê Văn Hoài Lê Cương Tăng Ngọc Đức Hồ Xuân Tiên Tăng Vũ Thắng Bỏ Văn Huy Cung Nghiệp Bỏ Cung Nguyện Thì Lăng Tông Văn Quyền Nam Nữ Nội Áp Lê Bậc Đất Ngương Bậc Văn Ân Phụ Ca Nam Nữ Cố Tử Âm Cố Hồn Tử Tha Viên Mông Yên Thị Nguyện Thị Công Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.